Quái nhỉ. Chắc là mày đi tập thể dục đi. Người được chọn rồi. Ai chọn? Mà chọn cái gì? Được người âm chọn. Úi dồi. Quả này là người âm đi theo phù hộ độ trì này. Úi dồi, anh ta anh tinh. Anh tinh nào? Bác không biết chứ. Ở cả khu phố này có mỗi mình em biết thôi. Chuyện ở đây ấy, cái nhà tập thể này này. Thế chú cũng nghe thấy à? Úi trời ơi, suốt ngày. Đấy, cứ đúng 4-5 giờ sáng là có cười sảng sặc ấy. Ngày xưa khu này là vãi cho ma. Người ta rời đi. Nhưng mà khi di rời đi chắc chắn người ta sẽ còn để sót. Như là mổ răng, mổ rồi mổ xương. Kiếp, nghe kỳ quá. Bác không biết đấy thôi. Chứ ngày xưa nhưng mà nườm nượp họp tổ hưu ấy. Úi dồi ơi, đông vui nhộn nhịp lắm, ồn ào cả một khu, đêm nào cũng như đêm nào. Chắc là giờ này các cụ yếu quá đi dần dần hết rồi, nên là không thấy cụ nào lai vãng ở đây nữa. Em nói anh, sân khu tập thể nhà mình đây này. Sao? Đêm nào người âm người ta cũng khoác vai nhau đi tập thể dục với lại cả cười nói rôm rả lắm. Chú đừng có đùa. Có đùa hay đùa nào? Anh không biết à? Đùa. Cái ông sửa xe ở đầu phố mình ấy, cũng giống như anh ấy. Sau một thời gian nặng đi luôn ấy. Cái ông sửa... À, ui giời ấy. Ui giời, ông ấy lấy về cái cô vợ như là cái cô trang rùa thì làm gì mà chẳng chết non. Hai cái vợ chồng của chú này hôm nay làm sao đấy hả? Làm người ta... Thôi, cô Lụa ngồi nói chuyện với chồng nhé. Tôi cảm thấy nó người ngợm nó hơi không được bình tĩnh lắm. Cô ngồi chơi đi. Cái ông này chán thật đấy. Đàn ông đàn anh gì mà thần hồn nát thần kinh. Người thì to mà gan thì bằng cái bánh giò. Người to gan bằng bánh giò. Sao anh nói bác như thế? Không biết cái chuyện gì à? Chuyện gì? Ông này này. Vâng. Buổi sáng nào cũng nghe thấy cái tiếng động lạ. Úi dồi. Như kiểu ai nói chuyện vào lúc tờ mờ sáng ấy. Thế là bác Thắng không nghe thấy à? Cái gì đấy? Em cũng nghe thấy. Ủa rồi nhá, sáng nay nhá, em muốn đi toilet quá ấy, lúc 5 giờ sáng ấy. Thế là đi vào toilet thấy ngay từng cửa của em sợ luôn, dùng đó. Mình luôn. Cô đừng có kể nữa, tôi nạnh hết cả răng rồi. Có thật không? Em ơi thật đấy, bây giờ em kể lại dùng mình như này, nó hết cả da gà, sợ ơi sợ. Úi dồi ôi, người nạnh như băng. Sao đây? Ôi không có mạch. Ôi đồng tử không có giãn. Mẹ ơi, ok. Đi về. Ok. Anh ơi. Dọn dẹp bộ bàn cờ nhá. Anh vui, đúng là anh vui. Chồng mình có khác. Chưa cho một tí á, sợ luôn. Anh bảo là bác Thắng ý, người to, gan bằng bánh giò. Thì gan không vui á, bằng bánh giò. Chúng ta có tỏi. Tỏi. Cái gì? Tỏi. À, mắm tôm. Chứ ta là phải có tỏi bóng tôi. Không ạ. Mẹ tưởng là con đã đi làm rồi cơ chứ. À không, con định chạy ra chợ một tí ạ. À này, thôi để mẹ đi mua cho, mua cái gì? Không. À đàn ông đàn an đi chợ mà lo. Thôi không sao đâu ạ. Con tôi, dạo này con vất vả quá đấy mà. Mà bận rộn thế này. Được rồi, để mẹ dạy cho con một cách này nhá. Hay lắm. Nó chỉ cần thế này thôi. À, thôi mẹ cái này thôi. Không, đi đâu? Không, để mẹ mua cho. Thôi đấy, không sao đâu ạ. Ôi giời, khổ thân con trai tôi. Suốt ngày bận rộn, chả có lúc nào thư giãn cả. Khổ quá. Ừ.
quyết tâm. Mắm à, mắm tô mà làm gì? Không mua nhiều thế. Thôi con bận lắm. Trời ơi, thế này khổ của tôi. Điều tra của nó bắt vô đường, không thể chịu được.